Xin chào các bạn, quay trở lại với kênh Nam Bộ Phương TV. Mình là Nam, một người rất đam mê thế giới mùa hương. Và hôm nay thì Nam sẽ không có review những sản phẩm nước hoa như trước nữa, mà Nam sẽ đập hộp một siêu phẩm mới. Một siêu phẩm mà trước khi Nam sở hữu nó trên tay thì đã nghe dân tình bàn tán rằng đây là một mùi hương xứng với cái tên Sugar Daddy nhất. Nghe thôi đã thấy ham rồi phải không các anh em? Cái tên chai nước hoa này thì Nam nghĩ rất quen thuộc với mọi người rồi, nhưng nó là một phiên bản mới với phong cách đặc biệt hơn thôi. Đó chính là chai nước hoa Dolce & Gabbana Audi Parfum Instant. Chai nước hoa này thì mới được ra mắt vào năm 2020 thôi, và nó còn rất nóng hổi trên các kệ hàng nhé anh em. Và giờ thì Nam sẽ không để cho mọi người phải chờ đợi nữa, Nam sẽ unbox chai nước hoa. Chai nước hoa khiến cho các chị em phải miêu tả và bàn tán nó như một Sugar Daddy này, để trải nghiệm thực tế nó ngay bây giờ cùng các anh em. Wow. Đây rồi, chàng trai ga lăng chiều chuộng các chị em đây rồi. Có thể nói thì ngoại hình của em này cũng khá là giống những chai nước hoa mang họ The One của nhà Dolce & Gabbana. Có chăng thì màu sắc của nó trông đậm đà hơn, nhìn phong cách nó trưởng thành hơn mà thôi. Các bạn có thể thấy đây là phiên bản Audi Toilette, đây là phiên bản Audi Parfum và đây là phiên bản mới nhất Audi Parfum Instant. Giờ thì Nam sẽ thử chai nước hoa này để chia sẻ với các anh em ngay và luôn. Chai nước hoa mới các bạn ạ. Wow, Nam nghĩ là các chị em ở đúng, mùi Sugar Daddy thật. Nam khá là bất ngờ nếu nói chai nước hoa này là bản flanker dựa trên bản The One Audi Toilette và Audi Parfum thì có lẽ là không đúng. Nam nghĩ nó khá là khác biệt với bản The One Audi Parfum nổi đình nổi đám. Nó vẫn là tông hương nam tính, là trầm ấm nhưng mà có vẻ như không có thành phần thuốc lá trong này đâu các bạn ạ. Các bạn lưu ý là hai phiên bản The One Audi Toilette, Audi Parfum đều có thành phần thuốc lá nhé, và có cả hộ phách nữa. Chai nước hoa này có lẽ là có mùi gia thuộc, Nam đoán là như vậy. Vẫn giữ được sự trầm tĩnh vốn có của The One nhưng theo trường phái trưởng thành hơn. Nó còn có hương hoa khá là tươi mát, có thể là hương hoa cam. Nam có thể miêu tả mùi hương này bằng các tính tự như là ấm áp, nè, đàn ông, nè, trưởng thành. Và có vẻ như rất tự tin theo trường phái kiệm lời mà hành động nhiều hơn nói. Đúng chính xác như các chị em nói, mùi Sugar Daddy chính hiệu, kiểu như là thành đạt, có thể che chở được cho các Sugar Baby. Nam nghĩ là nếu dùng thì Nam sẽ biết chai nước hoa là cho những lần đi hẹn hò hoặc đi gặp mặt đối tác, bạn bè ở những nơi lịch sự, không gian thoáng đãng. Còn nếu đi làm văn phòng có lẽ cũng ổn. Nhưng với Nam thì Nam nghĩ chai nước hoa này mà đi hẹn hò bật ti thì chắc là rất nổi bật và thu hút. Nói chung là Nam cảm thấy The One Instant đáp ứng được sự mong chờ của mình, không khiến cho Nam cảm thấy hụt hẫng. Nam vừa unbox một chai nước hoa với biệt danh được cộng đồng mùi hương ưu ái cho cái tên Sugar Daddy, và đúng như cái nickname của nó luôn, Dolce & Gabbana The One Instant, rất xứng đáng với cái tên đó. Nên nếu anh em là muốn sở hữu một chai nước hoa phong cách trưởng thành, nam tính, tự tin và giàu thì chắc không cần phải suy nghĩ đâu, em này là phù hợp nhất rồi. Nếu như anh em quan tâm tới chai nước hoa nào, muốn Nam review hay unbox thì có thể comment, inbox, chia sẻ ý kiến để Nam có thể cùng chia sẻ thêm với các anh em nhé. Và nhớ sub, like và share kênh để ủng hộ Nam và Nam Bộ Phim TV. Còn bây giờ, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.